bạn thân mến, TSS Audio xin giới thiệu chương tiếp theo của bộ truyện Vạn cổ thần đế của tác giả Phi Thiên Ngư. Mời bạn cùng theo dõi. Chương 3429. Dung chuyển lớn, chương nhược trần từng tiến vào phúc lộc thần tôn thần cảnh thế giới. Bên trong vô biên vô hạn, có bãi cát sóng biển, chim bay cá bơi, sinh linh vô số, thậm chí có đại thánh cảnh giới người tu hành, cùng một tòa chân chính đại thế giới không có khác nhau. Khô lâu áo trắng tu vi hiển nhiên càng ở trên phúc lộc thần tôn, tu luyện ra được thần cảnh minh giới càng thêm vững chắc. Chỉ bất quá, đi là u minh chi đạo, cho nên mới âm u đầy tử khí, nhưng giờ phút này tòa này to lớn vững chắc thần cảnh minh giới băng liệt ra. Lấy vô lượng quy tắc thần văn tạo dựng minh thành, âm sơn, thi hà, đều bị tổn hại, bị thương, còn có khô lâu áo trắng thần hồn, thần hồn cùng thần cảnh thế giới vốn là chặt chẽ liên hệ. Xa xa nhìn lại, giống như là vĩnh hằng minh thổ đã nứt ra. Trên ức dặm không gian khu vực đều tại chấn động, ầm ầm sóng dậy, khí lưu mãnh liệt, khô lâu áo trắng cốt thân bị thương cũng không nhẹ. Xương bả vai, xương sườn bị chém đứt một mảng lớn, càng có chút ít thần linh vật chất bị triệt để ma diệt. Không cách nào khôi phục, minh tộc đệ nhất chiến thần, cái gọi là chiến thần minh tôn, không gì hơn cái này. Long chủ nhanh nhẹn tuyệt thế, đem thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp thu nhập lòng bàn tay trong miệng phun ra một ngụm hình rồng thần khí. thần tháp, lập tức từng tầng từng tầng sáng lên, phóng thích chiều tịch sóng nước giống như thần lực ba động. Theo phía dưới trong biển rộng sóng nước nhấc lên, thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp đã bay ra ngoài. Khô lâu áo trắng thần niệm khẽ động, cách đó không xa, con cốt long toàn thân phát ra ngọn lửa màu vàng kia bay tới. Ngăn tại trước người hắn, vượt qua hắn dự liệu, long chủ không có nương tay thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp trùng điệp kích trên người cốt long. Lập tức, xương rồng ầm vang vỡ nát, phá xương rồng, thần tháp cùng khô lâu áo trắng trùng điệp đụng vào nhau. Đem nó chân áp đến lui về sau mấy chục vạn dặm. Đột nhiên, long chủ lần nữa cận thân, huy kiếm chém ngang, thẳng đến đầu lâu, vô lượng thần linh thần hải, giấu tại vô hình, nhưng, long chủ làm ra tinh chuẩn phán đoán, khô lâu áo trắng thần hải. Tại trong đầu lâu xác suất rất lớn chạm phá đầu của hắn, đánh xuyên thần hải, mới có thể chân chính đem hắn trọng thương. Khô lâu áo trắng thể nội u sát minh quang từng vòng từng vòng bạo phát đi ra. Không biết kích phát ra thần thông gì, thoát ly thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp chân áp, thiểm di ra ngoài, cho dù tốc độ của hắn đã nhanh tới cực điểm, vẫn là bị hắc ám thần kiếm chém chúng, tránh đi đầu lâu, tay trái của hắn cốt trường tính cả một đoạn cánh tay. Bị chém đứt, bay ra ngoài đã bỏ lỡ tốt nhất trọng thương khô lâu áo trắng cơ hội. Còn muốn đắc thủ phi thường khó, Long chủ lùi lại mà cầu việc khác, lấy thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp trấn thu đoạn cánh tay kia. Phòng ngừa cùng thần khu trọng ngưng, đoạt một đoạn cánh tay, tương đương với tổn thất đại lượng thần linh vật chất, đồng thời cũng bao quát trong xương thần hồn suy nghĩ. Đối với vô lượng thần linh mà nói, loại thương tích này mới là nhất trực tiếp hữu hiệu. Giết vô lượng thần linh phương thức tốt nhất chính là Phần thây từng khối chia tách, dần dần luyện hóa, suy yếu tới trình độ nhất định về sau, lại lấy nó bản tôn, thần thành chi chủ xuất thủ, hắn đánh ra một cái mang theo thần nhãn bàn tay, như năm ngón tay hình dạng thiên địa đè xuống, đem muốn tiếp tục công phạt khô lâu áo trắng long chủ bức lui. Thừa dịp thời gian ngắn ngủi này, khô lâu áo trắng một lần nữa ngưng tụ thần cảnh minh giới. Thế giới co rút lại thành một góc, chỉ còn một tòa cao ngất minh thành màu đen tay hắn cầm trượng dài ô kim phát đao, đứng tại minh thành chi đỉnh, tay trái cánh tay cùng bàn tay phát ra ánh sáng màu xám trắng. Dần dần sinh ra lần nữa, nhìn như cùng trước kia một dạng, nhưng cường độ trượt rất nhiều, khô lâu áo trắng trên thân không có cảm xúc, nói, ngươi hủy ngươi huynh trưởng xương khô, khiến cho hắn thi cốt không được đầy đủ, từng khối xương rồng, tung bay ở trong hư không, phát ra ngọn lửa màu vàng. Lòng chủ trực diện địa ngục giới hai đại lão cổ đồng giống như cường giả. Nói, ngươi cho rằng mượn huynh trưởng cốt thân, liền có thể để cho ta mềm lòng, coi đây là sơ hở, thay đổi chiến cuộc, ngươi có phải hay không đoán sai đối thủ ý chí? Thần Thành chi chủ nói, cực vọng, ngươi thật sự rất mạnh, khó trách có thể một mình xâm nhập vận mệnh thần sơn. Cứu ra Hoa Ảnh lão nhi, nhưng bản tỏa đã xem thấu thực lực của ngươi cao thấp, hai người chúng ta nếu là liên thủ, trong vòng nửa canh giờ, nhất định có thể đưa ngươi trọng thương. Khô lâu áo trắng vung đao một vòng, hừng hực minh hỏa bốc cháy lên, hỏa diễm băng lãnh, động lại không gian, long chủ nói, trong bóng tối địa ngục giới cường giả, cũng đều hiện thân đi, đến đều tới, lại không thể gạt được cảm giác của ta, có ẩn tàng ý nghĩa sao, trong hư không, một đạo lại một đạo thần quang sáng lên, liên tiếp xuất hiện sáu tôn vô lượng cảnh thần linh, bọn hắn hình thái tất cả một có là cửu thủ xà thân, có là tựa như núi cao voi lớn, có thân hình thấp bé, cầm trong tay chiến kỳ, duy nhất giống nhau điểm là, từng cái đều bao phủ tại trong một đoàn mây tử khí. Cực vọng, mười vạn năm trước, bởi vì băng hoàng, để cho ngươi trốn, lần này, sẽ không, nhị đại nhân thân như nhân loại, nhìn qua bốn mươi năm mươi tuổi dáng vẻ, mọc ra cái đuôi, tóc như nhục đằng, tại tầng mây trên cùng hiển hiện ra, khí thế ngược lại là yếu nhất lộ ra rất giống một phàm nhân lòng chủ ánh mắt như xương. dưới chân biển cả nhấc lên tầng tầng sóng lớn nói ta coi là tới là kình thiên không nghĩ tới lại là ngươi ta tới là đủ rồi nhị đại nhân chắp hai tay sau lưng trên mặt mỉm cười tràn ngập không có gì sánh kịp tự tin chỉ bằng các ngươi sợ còn giết không được ta đi lòng chủ nói nhị đại nhân nói chưa hẳn a à, ngươi một trăm nghìn năm qua tu vi lâm vào đình trễ mà ta cũng đã không phải một trăm nghìn năm ta lòng chủ có thể cảm ứng được âm thầm còn có cường giả khủng bố khí tức hiển nhiên thiên nam cùng minh tộc lần này là quyết định muốn chém trương nhược trần hoàng thiên thiên cốt nữ đế đồng thời còn muốn đem hắn cũng cùng nhau diệt trừ chặt đứt côn lôn giới cùng kiếm giới tương lai hy vọng giải quyết hết hết thảy tai họa ngầm nhị đại nhân lườm bàn cờ thần trận một chút đối với hoàng thiên cùng thiên cốt nữ đế phá cảnh thời gian đã nắm chắc không nhanh không chậm mà nói, trước chém cực vọng, Lục Đại vô lượng cảnh cường giả, cùng nhau đánh ra thần khí, sáu cái thần khí đều bị thôi động đến cực hạn, hình thành sáu mảnh thần vân, đánh về phía Long chủ, thần thành chi chủ cùng chiến thần Minh tôn, hóa thành hai đạo lưu quang, cận thân công phạt đi qua, thực lực của bọn hắn không kém Long chủ bao nhiêu? Dù là tu vi yếu một bậc chiến thần Minh tôn, cũng là cùng Long chủ giao thủ hơn ngàn chiêu đằng sau, mới bại một kiếm bởi vậy bị thương, nhị đại nhân cắt ngón trò tay phải, lấy ngón tay làm bút, tại hư không vẽ đường vân, mỗi một đạo huyết văn vẽ ra, trong hư không đều sẽ xuất hiện một đầu mấy trăm vạn dặm dáng dấp huyết hà. Xen lẫn tại long chủ đỉnh đầu, ầm ầm, long chủ không cho bọn hắn hợp kích cơ hội, thẳng hướng biên giới chỗ một vị cửu thủ xà thân thần tôn. Huy kiếm đánh bay đối phương thần khí, lấy thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp đem nó đánh cho ngực bốc lên máu thần cốt đổ sụp một mảng lớn, liên tiếp ba kích, vị kia thần tôn bị đánh gãy thành hai đoạn, thần hồn cùng thần khu đều là bị thương nặng, nhưng, long chủ không thể thoát thân, bị thần thành chi chủ cùng chiến thần minh tôn quy tắc thần văn bao khỏa. Không đến một khắc đồng hồ, long chủ thụ thương, là thần thành chi chủ lấy thiên tôn thần thông đánh trúng hắn sau lưng. Thần huyết giải đầy trời, nhưng ở này trước đó, long chủ liên tiếp đánh xuống hai vị địa ngục giới thần tôn đầu lâu trong đó một vị thần tôn thần hải đều bị đánh xuyên. Thương tổn tới căn bản, ly hận thiên thần chiến đánh cho rất khốc liệt, là một đám thần tôn đang liều mạng chém giết, liền ngay cả thế giới chân thật đều xuất hiện hiền chiếu. Lòng ngâm tại trong vũ trụ quanh quẩn, mình khí tại tinh không trên phòng tiến phương hóa thành hải dương. Tử vong quang vụ không ngừng chưa bao giờ biết phương hướng kích xạ đi ra. Thiên đình, ngũ hành quan, một vị hạc phát đồng nhan lão đảo, cầm trong tay phất trần nhìn ra xa thiên khung trấn nguyên đứng ở một bên nhìn xem trên đất hoa sen vạc nước trên mặt nước hiền hóa từng đạo thần quang có thân ảnh không ngừng lấp lóe mà qua trấn nguyên nói sư tôn địa ngục giới đi giết chóc sự tình chúng ta thiên đình thật mặc kệ sao lão đạo ánh mắt thâm thúy nói thiên tôn đã sớm truyền đến pháp chỉ thiên đình bất kỳ tu sĩ nào không thể vọng động thiên tinh văn minh thiên tinh thần tổ ánh mắt lạnh như lợi kiếm đã là mệnh lệnh bách chiến tinh quân mời ra văn minh đệ nhất trọng khí thiên tinh chảm đây là một kiện đứng hàng thái bạch thần khí trương trương thứ nhất tiệt thế thần khí có thể một kích diệt thần tinh không phòng tuyến phía trên chân lý thần môn kia trong cung điện chân lý điện chủ trên thân thần hỏa thiêu đốt thần linh uy thế truyền khắp toàn bộ tinh không phòng tuyến phảng phất là tại nói cho tất cả thần linh bao quát nói cho thiên tôn nàng đã giận thiên tôn lệnh chưa hẳn tôn Hiên viên liên đạt tới vô lượng cảnh về sau. Đã có thể đi ra khung xe hoàng kim. Nàng áo xanh không bụi. Như một mảnh thúy sắc lá sen bay tới. Đi vào vu thần điện bên ngoài. Nói, côn lôn giới cùng ly hận thiên đều là bạo phát thần chiến. Số lớn vô lượng xuất thủ. Thậm chí có thiên viên vô khuyết giả tại đấu pháp. Vô luận côn lôn giới tương lai có thể hay không gia nhập kiếm giới. Chỉ ít trước mắt đến xem. Bọn hắn là địa ngục giới địch nhân tự nhiên cũng chính là thiên đình bằng hữu thiên cung chín đại chiến thần trong đó bảy vị đứng ở ngoài vu thần điện triệu công minh đứng tại thần điện ngoài cửa chính trong tay đồng tiền bảo kiếm sáng chói sáng tỏ khí thế mười phần nói thiên tôn tự có cân nhắc thanh liên người làm tốt thế tục trù tính chung công việc liền có thể trần chính chư thiên đấu pháp người chưa có dính vào hiên viên liên nói ta chính là thần tôn thế tục sự tình ta không muốn quản nói cho thiên tôn, ta muốn đi ly hận thiên, ai cũng mơ tưởng cản ta. Thiên tôn pháp chỉ, ta tới trước phế, nhìn xem hiên viên liên bóng lưng rời đi, mấy vị thiên cung chiến thần đều là hai mặt nhìn nhau. Đúng lúc này, triệu công minh ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại, ánh mắt xuyên thấu tinh không phòng tuyến, nhìn về phía địa ngục dưới chỗ phương hướng, oanh, một đạo liên miên mấy vạn ức dặm vết nứt không gian hiển hiện ra. Như là đem vũ trụ chia làm hai nửa một mảnh hắc ám tinh vực từ trong khe không gian sông ra tuôn hướng tinh không phòng tuyến một phương hướng khác một đầu hoàng tuyền hà từ trong hư không chảy ra rộng chừng vạn trượng trùng trùng điệp điệp sóng nước đục ngầu tiếp theo là đầu thứ hai đầu thứ ba trong khoảnh khắc ngàn đầu hoàng tuyền hà bay ra cùng hắc ám tinh vực cùng một chỗ phóng tới tinh không phòng tuyến phương vị thứ ba hư thiên rút kiếm tiến lên sau lưng không biết bao nhiêu ước chui chiến kiếm hội tụ thành không ngớt sóng lớn. Tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ tinh không, đang muốn tiến đến ly hận thiên hiên viên liên dừng bước. Nhìn về phía trong tinh không ba cỗ khủng bố tiệt luân khí tức. Sau lưng, trong vu thần điện, vang lên hạo thiên thanh âm. Đến rồi, tiếp theo một cái chớp mắt, trong vu thần điện, xông ra một đạo trói mắt thanh huy. Trong khoảnh khắc đã tới tinh không phòng tiến bên ngoài, ngừng hóa thành một vị thanh niên mặc nho bào bộ dáng theo vị thanh niên mặc nho bào này hiện thân toàn bộ vũ trụ tối tăm đều trở nên trói lọi nhiều màu hắn mỗi một đạo hô hấp đều có vô số tinh thần cùng rung động theo tại phía sau hắn thiên cung bảy vị chiến thần cùng nhau đã tìm đến từng cái diễn hóa thần thông thanh niên mặc nho bào hóa thành một đạo thanh huy dẫn đầu bay ra ngoài bảy vị chiến thần cùng toàn bộ tinh không theo hắn cùng một chỗ xông ra cùng bay tới hắc ám tinh vực ngàn đầu hoàng tuyền hà còn có hư thiên vạn kiếm hư hóa mưa đụng vào nhau oanh từng viên tinh cầu vỡ nát thời gian cùng không gian toàn bộ chôn vùi chỉ là trong chốc lát tinh không phòng tuyến bên ngoài đã là hóa thành một mảnh hư vô bất kỳ cái gì vật chất cùng quy tắc đều không tồn tại càng khủng bố hơn chuyện phát sinh hiên viên liên trông thấy trong vũ trụ tu la tinh trụ giới ngay tại biến lớn không là tu la tinh trụ giới hướng tinh không phòng tuyến cấp tốc vận hành mà tới Hết chương 3429 rồi à, hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS channel bạn nhé.